Cưới hơn một năm thì Liên mới mang thai sinh cho Tùng một đứa con. Những tưởng thời đại văn minh thì đẻ con trai như con gái. Ai dè Liên đâu có ngờ được rằng chồng thì không sao. Nhưng mẹ chồng thì lại vô cùng phẫn nộ. Bà bế đứa cháu gái rồi quát. Chán thật, đợi mãi tưởng bế cháu trai, ai dè lại là thị mệt. Kiểu này thì nhà này vô phúc rồi. Mẹ đừng nói thế, vợ con lại buồn. Đứa đầu con gái thì sau con trai thôi mà, Tùng nói. Anh nói như vậy thì ý là tôi là mẹ chồng nhưng không được dạy bảo vợ anh mấy câu à. Lỡ đứa sau mà lại con gái thì sao đây? Anh nên nhớ anh là con một. Đừng để mẹ chết mà không nhắm nổi mắt. Nghe mẹ nói vậy thì Tùng im lặng, còn Liên cảm thấy mệt mỏi. Sinh xong phụ nữ vốn rất dễ trầm cảm nên Tùng cũng thương vợ lắm. Biết vợ bị mẹ mình xỉ xói suốt nhưng Tùng vẫn phải nhỏ nhẹ. Em chịu khó nhường mẹ tí, mẹ già rồi nên tính hơi cổ hủ. Để giúp vợ bớt mệt mỏi thì Tùng chăm vợ vô cùng kỹ lưỡng. Từ quần áo rồi đếm tả cho con Tùng đều tự tay giặt hết. Đối với phụ nữ chỉ mong có thế. Vậy nhưng mẹ chồng Liên nhìn cảnh đó thì lại ghét vì cho rằng con dâu làm tội chồng mình. Mới đẻ được có đứa con gái mà đã hành chồng thế này rồi. Ngày xưa tôi đẻ xong 3 ngày đã phải dậy đi làm việc rồi chứ không sướng như này đâu. Đừng có ỷ lại con trai tôi như thế. Nó đi làm cả ngày nuôi cô cũng mệt mỏi lắm rồi. Vâng thưa mẹ, con hiểu rồi à. Liên dạ vâng nhẹ nhàng, nhiều lúc cô ức lắm vì mẹ chồng thường cố tính gây chuyện với mình. Nhưng phận làm dâu buộc Liên phải chịu đựng. Có lỡ cãi mẹ một câu thì bị mọi người đánh giá mà mất dạy, bất hiếu với mẹ chồng ngay. Cứ vậy Liên chọn cách im lặng và nhẫn nhịn. Vì cô tin rồi một ngày mẹ sẽ hiểu cho mình. Ấy thế nhưng Liên càng nhịn thì mẹ chồng càng không coi cô ra gì. Thấy con dâu ở cữ được chồng cưng nựng quá mà khó chịu. Muốn dạy cho con dâu bài học nên hôm đó mẹ chồng cố tình bỏ bột ngứa rồi bột ớt hòa vào chậu nước để cho con dâu tắm để khiến con dâu biết mình tỏ thái độ như nào. Thấy con trai bà mới dặn. Nước này chuẩn bị cho con vợ mày tắm đấy. Bảo nó tắm nhanh đi rồi còn ăn cơm. Nước này hơi lạnh để con tắm trước. Vợ con mới sinh cơ thể còn yếu lắm mẹ à. Không được, chậu nước này chỉ để cho con Liên tắm thôi. Mày muốn tắm thì xả chậu nước khác. Tao chỉ muốn tốt cho con dâu thôi. Ấy thế nhưng cái việc mà bà không ngờ tới đó là đêm đó con trai bà lại cùng tắm với con dâu. Trong khi mẹ chồng hí hửng ngồi chờ thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh của con trai. Lúc bà bước vào thì thấy cả người con dâu và người con trai bị mẩn đỏ nổi ửng lên rồi còn xước máu. Chuyện gì thế hả? Sao người mày lại thế này? Nước ngứa quá mẹ à. Sao nước này ngứa thế chứ? Mẹ xem vợ con đi cô ấy bị nặng hơn. Mẹ chồng hoảng sợ nhưng vẫn cố bào chữa. Ai mà biết được tao chỉ đập gừng bỏ cho con vợ mày tắm thôi mà. Thế là ngay đêm đó vợ chồng Liên và Tùng phải nhập viện cấp cứu vì bị dị ứng da. Hệ lụy để lại vô cùng nghiêm trọng. Viêm da rồi viêm vùng kín. Đã vậy ngực Liên đỏ ửng không thể cho con bú được. Lúc này mẹ chồng hối hận lắm. Bà chỉ biết trách mình rồi chừa luôn cái việc làm sai trái của mình. Từ nay bà sẽ cố gắng chăm sóc cho con dâu thật tốt để chuộc lại lỗi lầm của mình. Chiều tối có việc đi ngang qua phố X, vừa ngồi trên taxi vừa ngoảnh ra đường ngắm cảnh thu khựng người khi thấy Thành, bạn trai, đang tất tả bán trà đá ở vỉa hè cho mấy gã thợ hồ bẩn thỉu. Không phải anh là con nhà giàu, làm trưởng phòng hay sao? Sao lại bán trà đá thế này? Thu bị anh lừa một cách trắng trợn. Sốt óc về chuyện này, cô xuống taxi đi thẳng tới chỗ Thành cầm cốc nhân trần nóng hết thẳng vào mặt bạn trai trước bao người mà buông lời cay đắng. Đồ lừa đảo, thấp hèn. Anh chỉ là một thằng bán trà đá mạch hạ mà dám nói dối này nọ đòi yêu tôi à? Loại người như anh không có cửa đâu. Tôi đã phí mất 3 tháng để yêu anh. Em... Chẳng lẽ anh chỉ bán trà đá em không chấp nhận anh ư? Bán trà đá, nghèo có gì là sai chứ? Sai, sai hoàn toàn. Anh bán trà đá cả ngày cũng không đủ tiền mua son phấn cho tôi đâu. Hạng trai nghèo như anh thì xứng đôi vừa lứa với mấy đứa anh mày. Nhặt rác mà thôi, đừng có liên quan gì đến tôi nữa. Em đừng vội cách đứng với anh như vậy. Hay là em ở đây bán trà đá cùng anh một buổi chiều. Rồi em sẽ có câu trả lời cho chính mình anh là ai. Bán trà đá có đủ tiền mua son phấn cho em không nhé? Hay là em ở đây bán trà đá cùng anh một buổi chiều? Rồi em sẽ có câu trả lời cho chính mình, ảnh minh họa. Tôi không rảnh.
Thế em không tò mò xem thu nhập một ngày của anh được bao nhiêu à? Em không ở lại sẽ hối hận đó. Đằng nào chúng ta cũng chia tay mà. Thu ngẫm nghĩ một lúc rồi tặc lưỡi. Thôi được rồi, tôi sẽ ngồi đây một buổi chiều với anh nhưng không phải chỗ Mạch Hạ này. Tôi sẽ sang quán cà phê đối diện ngồi. Tùy em thôi. Sang quán cà phê ngồi theo dõi Thành bán trà đá. Thu không tin vào mắt mình khi nhưng tệp tiền 500 ngàn liên tục rơi vào giỏ của anh. Sốt óc về chuyện này, Thu chạy sang hỏi. Anh bán trà đá kiểu gì mà được nhiều tiền thế này? Anh không bán trà đá. Anh chỉ ngồi ở đây uống nước thôi. Số tiền này là tiền đặt cọc mua nhà của người ta gửi anh. Đáng ra anh nên vào quán cà phê ngồi trao đổi với khách hàng. Nhưng vì thái độ và sự dè bỉu của em nên anh quyết định giao dịch ở đây. Sao nào, em vẫn chia tay chứ? Anh có nhà bán á? Anh không phải bán trà đá. Em lại không biết rồi, nhà anh làm về bất động sản mà. Ở cái thành phố này, nhà anh có ở khắp nơi. Bán vài căn đi du lịch là chuyện bình thường. Đáng tiếc lại có người chưa rõ đầu đuôi mà đã lao vào sỉ nhục anh. Ôi, nhà anh giàu thế à? Anh, nãy em hồ đồ, chưa hiểu chuyện anh tha thứ cho em nhé. Anh mới thực sự là người đàn ông của đời em. Mình cưới đi anh, em muốn làm vợ anh, muốn dậy nấu cơm cho anh mỗi ngày. Cảm động quá nhỉ? Nhưng em đã bỏ mặt nạ xuống rồi lại còn đeo lên sao? Anh sợ em quá đấy. Đứa con gái ham vật chất như em chỉ yêu tiền chứ biết gì mà bày đặt nói yêu đương, chăm sóc anh. Em chỉ yêu tiền mà thôi. Cảm ơn em về hành động, thái độ lúc nãy. Anh chấp nhận lời chia tay của em. Mai này anh cưới, anh sẽ mời em đến dự đám cưới anh. Lúc đó nhớ diện váy 100 triệu nhé. Đám cưới anh toàn khách VIP, đại gia thôi đấy. Đừng để người ta chê cười em là con nhà quê, mặc đồ phết nhé. Anh không cho em một cơ hội sao? Đừng bỏ em mà. Thành cười khẩy đứng dậy lên chiếc xe tiền tỷ đổ sẵn ở vệ đường chờ anh. Nhìn theo bạn trai Thu tiếp hùi hụi và ân hận vì thái độ của mình chiều nay. Cô sắp có được những thứ mình mơ ước, vậy mà một phút ngu ngốc Thu đã đạp đổ tất cả để giờ đây nhục nhã và ân hận thế này. Hùng và anh cưới nhau được 2 năm mà chưa có con. Phần vì chán nản, phần vì áp lực gia đình, Hùng ngày càng xa cách anh. Về phần anh, cô biết lý do ở mình nhưng chồng dửng dưng khiến cô đôi lần rất tủi thân. Đã tìm cách chữa rất nhiều nơi nhưng không thành. Vợ chồng ở với nhau hiện tại cũng chỉ là trách nhiệm. Hùng không dám bỏ rơi anh. Họ đã có 5 năm yêu nhau, quãng thời gian Hùng khó khăn nhất. Anh cũng là người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh anh. Anh không nỡ nói lời chia tay. Chỉ cố tìm cách để anh tự rời đi và cách anh chọn là cặp bồ. Ban đầu chỉ là giấu giếm nhưng sau Hùng công khai, có lần còn dẫn hẳn về nhà. Anh tức lắm, cô biết cô không có vé trong cuộc hôn nhân này nhưng ít nhất Hùng cũng nên tôn trọng cô. Đã vậy cô cũng sẽ tặng lại Hùng một món quà đặc biệt trước khi cô ra đi, coi như không ai nợ ai. Bữa đó, như thông lệ, Hùng lại dẫn nhân tình về nhà. Không như những lần trước, anh thường tìm cách tránh mặt hoặc nếu không thể đi đâu. Cô một mình nhốt bản thân trong phòng mà khóc. Lần này, cô vui vẻ tươi tỉnh, thậm chí còn chuẩn bị đồ ăn lên phòng cho Hùng và A Kia. Hùng ngạc nhiên lắm thì anh bảo, em chỉ mong anh hạnh phúc, còn lại thiệt thòi em xin chịu. Hùng quá quen với sự hy sinh của anh nên anh chẳng nghi ngờ gì. Trong số đám hoa quả đó có một cốc nước chanh leo và một cốc nước cam. Cô biết đây là thứ nước Hùng thích nhất. Và món quà cô tặng anh chính là thứ trong cốc nước đó. Xong xuôi, anh về phòng nằm chờ đợi, khoảng một tiếng xong cô thấy Hùng lao ra ngoài trong tình trạng không mảnh vải che thân. Chạy hộp tốc tới tủ lạnh tìm nước nhưng không có, cùng lúc đó cô nhắn cho anh một tin. Thuốc hôm nay tốt không anh? Cô mà phục vụ nhân tình cho tốt vào nhé. Lúc này Hùng mới vỡ lẽ, thảo nào nãy vui vẻ với bồ anh thấy mình phấn chấn đến lạ. Hóa ra anh đã cho anh uống thuốc kích thích. Chưa dừng được một lúc thì Hùng lại lên cơn ham muốn. Chỉ trong vòng một tiếng tới đó, cô nhân tình của Hùng khóc lóc xin tha nhưng Hùng vẫn khí thế hùng hục. Cô ả kia có muốn trốn cũng không được. Họ cứ người lên kẻ van nài cho đến tận 3 giờ sáng. Hùng mệt tả tơi còn cô nhân tình cũng rệu rã không kém. Hôm sau C, hai phải đi viện cấp cứu vì quá sức. Anh cũng để lại lá đơn ly hôn rồi xách vali ra khỏi ngôi nhà đó. Tình yêu gần 10 năm cuối cùng cũng kết thúc theo cách đắng chát nhất.
với anh, cô tin nhất định mình cũng sẽ có hạnh phúc.